Có khá nhiều anh em hỏi mình đó là làm thế nào để làm khỏe phần cánh tay để có thể thực hiện được động tác handstand một cách dễ dàng. Cùng theo dõi hết video này nhé. Để có thể thực hiện được động tác handstand, đầu tiên anh em cần phải duỗi thẳng toàn bộ phần cánh tay và khóa khớp cánh tay lại. Lưu ý ở đây đó là khóa khớp cánh tay sẽ không có gì xấu cả nếu các bạn thực sự kiểm soát được động tác. Và bài tập đầu tiên chúng ta sẽ làm khỏe cho phần cánh tay với bài L-sit. Bài tập thứ hai để bổ trợ cho động tác handstand và phần cánh tay của chúng ta đó là high plank. Ở bài này lưu ý là anh em sẽ phải duỗi thẳng tay và khóa khớp nhé, đẩy cao bả vai. Và nếu bài tập này vẫn chưa đủ khó đối với anh em thì anh em hoàn toàn có thể thực hiện planche lean nha. Chúng ta sẽ cố gắng đưa người về phía trước càng nhiều càng tốt. Nhưng lưu ý ở đây đó là chúng ta cần phải khóa khớp và duỗi thẳng phần cánh tay. Và bài tập cuối cùng mà mình cũng rất hay tập luyện để bổ trợ trực tiếp cho động tác handstand đó là wall handstand hold. Ở bài này thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải chống đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể rồi. Chúc anh em có thể sớm unlock được động tác handstand nha.